Dạ. Dạ. Chào phu nhân. Các người ngồi đi. Dạ. Thưa phu nhân, vì để bà đợi lâu tôi thật ái nái, nhưng mà Tây Vực xa xôi quá, đi về phải mất mấy tuần trăng, cho nên là bây giờ mới có được hàng đẹp cho bà. Dạ thưa đẹp bà thật. Đây chính là loại gấm thượng hạng, độc nhất vô nhị. Giải đẹp thật, ta chưa thấy bao giờ. Giá bao nhiêu? Dạ thưa 50 nén. Sao mắc quá vậy? Dạ tiền nào của nấy mà bà. Giải thượng thặng cho nên hay mắc một chút. À tôi quên nói với bà vụ này. Nó là bạn hàng chung với tôi, cứ giành lấy khúc giải này cho bằng được để mang đến cho bà Lý phu nhân. Nhưng mà tôi không chịu. Tôi nói là đã hứa với bà rồi, chứ không thì... Thôi được rồi, ta sẽ lấy. Quản gia. Dạ. Hãy đưa cho họ 50 nén bạc đi. Dạ. Dạ, dạ đây thưa ông. Dạ đa tạ. Dạ thưa mẹ. Con coi nè, sắp giải này đẹp quá phải không? Đây là loại gấm thượng hạng đó con, độc nhất vô nhị đó. Con biết không, 50 nén bạc đó con, mắc quá phải không con? Dạ. Nhưng mà tiền nào của đó mà. Con biết không, mẹ phải lấy liền, nếu không á là sắp giải này sẽ lọt vô tay Lý phu nhân đó.